Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đăng Khoa của mình nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần mình đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay. Nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp loa toàn giải của Anh Quốc nha mọi người ha. Thì cặp loa có cái model là DH223A. Nó thì loa toàn giải phễu và bây giờ mình sẽ đo kích thước cho anh em mình cùng xem. Thì kích thước của em nó chiều ngang là 13 phân nha mọi người ha. Chiều ngang là 13 phân. Còn chiều xéo là 15 phân ha. Chiều xéo là 15 phân. Thì cặp này anh em về mình có thể mình thay thế vào một cái loa thùng box sale để cho anh em mình nghe nhạc ha. Đó, thì cặp loa này nó hát tiếng khá là hay. Và loa này là nó có một cái màu ha. Nguyên một cái màu đen luôn. Và cái màng của nó là một cái màng đen sợi nha mọi người ha. Anh em mình nhìn nè. Là một cái chất liệu gì đó mình cũng không có rõ lắm ha. Thì chất liệu này mình nghĩ chỉ có nhà sản xuất mới biết thôi. Nó thì một cái chất liệu cũng khá là cao cấp mọi người. Và được đan sợi lại với nhau ha. Nó thì nó giống như là cái vải bố vậy đó mọi người. Nhưng mà cái loại này nhìn nó cao cấp và nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó thì mình chỉ miêu tả cho anh em mình tham khảo thôi ha. Nó thì cái này là nó đan từ những cái sợi nhỏ 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 lại đó. Thì rất là đẹp mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Cái này nó còn hơi bụi nè, vệ sinh sạch là rất là đẹp luôn nha. Nó và phía bên trong là phần con ha, phần con lo khá là sâu. Nó và đặc biệt nó có một cái phiểu nhựa ha, một cái phiểu nhựa đen huyền thoại luôn mọi người. Nó thì một cái phiểu nhựa và khá là sâu luôn. Nó thì đây chính là cái phần con lo ha. Nó thì đây chính là phần đít lo, mình sẽ quay tổng quan hết cho anh em mình cùng xem nha. Đây và phần ở dưới nè. Thì cái màng này á, cái chất liệu màng này hình như là người ta dán cọng dây râu dưới này nó hơi khó hay sao á, cho nên là anh em mình nhìn chỗ cọng dây râu này ha, nó người ta sử dụng một cái loại keo gì nó có màu trắng trắng. Hồi đó giờ mình cũng ít có gặp cái loại lo nào mà người ta dán cái gâu lo mà nó màu trắng như thế này ha. Và dây râu thì cũng được sử dụng bằng dây bạc. Nó thì mình lấy cặp lo này về mình nhìn hết hồn luôn mọi người, mình tính đâu là lo sửa chữa không à. Thì mình ngồi mình chăm chú mình nhìn rất là lâu luôn ha, và mình xem đến từng chi tiết luôn. Thì lo còn zin nha, thì đây mình sẽ quay cho anh em mình cùng xem luôn ha. Thì nếu mà anh em nào mà anh em thợ mà mình chuyên về lo thì anh em mình mua phải cặp lo này thì không sao. Còn nếu như mà anh em mình chưa có chuyên lắm á thì mình nhìn là mình tưởng là lo sửa chữa không ha. Cho nên là cũng nhân tiện clip này mình quay cho nó rõ ràng luôn. Nó thì cho anh em mình mua về mình chơi á thì mình được cái yên tâm ha, yên tâm. Để anh em mình về thấy cái chỗ cọng dây râu mà nó màu nó trắng bệch như vậy anh em mình nói lo sửa chữa thì anh em mình cũng không có yên tâm ha. Nó thì mình sẽ làm clip mình sẽ quay cho anh em mình cùng xem luôn. Nó thì anh em mình xem thấy clip của mình anh em mình thấy thích thì hãy nhấn cho mình xin một nút like nha. Rồi mình xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Nó thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay cái con lo bên đây ha. Nó thì cái con lo bên đây thì cái phễu chỗ này nó hơi bị cấn nhẹ một tí nha mọi người ha. Nhưng mà nó mình nhìn cũng không có thấy rõ đâu mọi người, nó chỉ hơi bị cấn nhẹ một xíu thôi. Nó thì còn lo là zin 100% ha, lo zin 100%. Nó thì mình sẽ quay tổng quan cho anh em mình cùng xem ha. Nó thì lo có làm sao thì mình sẽ quay cho anh em mình xem như vậy. Nếu như mà anh em mình thấy có nhu cầu thì anh em mình cứ liên hệ nha. Và đây chính là cái phần con của cái con lo bên đây. Nó thì anh em mình xem kỹ lại giùm cái chỗ cọng dây râu ha. Nó người ta dán bằng cái một cái keo gì khá là đặc biệt luôn. Nó và đặc biệt ha, cái nhện của con này nè. Người ta dán cái keo cái keo để dán cái nhện nó tiệp màu với cái vỏ này luôn ha. Cho nên là anh em mình nhìn nè ha. Nó đó ha, thì nó tiệp màu dưới trên luôn, dưới theo năm tháng thì bụi nó bám lên nữa. Thì mình nhìn là cũng giống như là cái nhện này nó dính vô cái này luôn á ha. Nó cái màu keo nó trùng với cái màu sơn luôn, rất là đẹp ha, rất là thẩm mỹ luôn. Nó thì lo zin 100% ha, và gân thì cũng là gân zin luôn. Thì gân lo đây nó có một cái mã số nè, nó mã số lo ha. Thì cái củ lo bên đây thì chỗ này nó có hơi bị xước đôi chút ha. Nó thì anh em mình xem kỹ video giùm mình. Nó thì giá cho một cái cặp loa toàn giải phễu Anh Quốc này có đường kính là 13 nhân 15 ha, thì thích hợp cho anh em mình nghe nhạc vàng, nhạc bolero ha, nhạc rumba rồi khá là hay. Nó thì mình xin báo giá cặp loa này luôn ha. Thì cặp loa này có giá là 1 triệu đồng nha mọi người ha. Giá cặp loa này là 1 triệu đồng. Thì cặp loa này đóng gói cũng khá là cực mọi người ha. Tại vì cái gân của nó nè, thì cái gân của nó mình phải đóng gói thật là kỹ ha, để bảo quản loa nó tốt nhất. Nó thì cái loa nãy giờ anh em mình thấy thì mình sẽ không có ốp xuống ha. Tại vì cái gân của nó hơi cao hơn cái thềm ở ngoài này một xíu. Cho nên là khi mà mình gói hàng á thì mình phải chim.
mình phải chim những cái cạnh này lên nè ha, và mình sẽ quấn giấy kiến lại để bảo quản cái màng lo thật là tốt đến tay anh em mình chơi. Cho nên là cái cặp này đóng gói khá là cực, với lại cái trọng lượng của nó cũng khá là nặng ha, cái lo thấy vậy chứ khá là nặng, cho nên là mình sẽ không có nhận ship COD nha mọi người ha. Nếu như mà anh em nào mà mình có nhu cầu á thì mình chuyển khoản, mình sẽ gửi hàng nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình test một đoạn nhạc ha, và sau khi cái đoạn nhạc này kết thúc á thì mình cũng xin phép được kết thúc clip luôn. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại. Xa rồi em nhé, đường em cứ vui, đừng về bên gác chợ để mặc tôi với đời. Em đi tận xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cùng chi đầy đọa thêm, tình nhân hỡi trừ xin giả nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ như lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ tôn thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhìn. Cơn mưa nào không dứt, buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chuốt chảy, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên, tầm tay nào tôi với tình đã cách xa rồi.